Thực tế viên Lam Định trên kênh YouTube. Hôm nay ngày 18 tháng 6 năm 2023. Thế điên lại lên clip kể về anh Đoàn Lam Tái, tức Thái Nga. Trước khi vào câu chuyện của anh Đoàn Lam Thái, Thế điên gửi lời chúc khán giả có một ngày nghỉ chủ nhật cuối tuần thật nhiều niềm vui hạnh phúc. Chúc khán giả yêu quý một tháng mới tràn ngập những yêu thương, an lành, nhiều sức khỏe cho cuộc sống. Đó là những gì mà Thế Điên hàng mong muốn. Anh Thái, qua những clip hoặc những buổi live stream, Thế Điên cũng đã kể về anh Lam Thái rất nhiều về bản lĩnh như là về chất sống và tình cảm và đối nhân xử thế của anh Đoàn Lam Thái với những người anh em, với xã hội, con người. Anh Thái là thế. Thật sự nếu anh Thái mà không mải chơi và cứ quấn theo với những gì, với xã hội và với những người anh em, thì chắc rằng anh Thái cũng sẽ lại giống những các đại gia khác, tiền không thiếu và cũng quy ẩn giang hồ để làm ăn như các giang hồ bây giờ đó vậy. Giang hồ bây giờ là người ta có, khi người ta có tên tuổi, có tiền, có thế lực, người ta rút về quy ẩn, người ta vào là người ta làm bỏ tiền ra, người ta làm chủ doanh nghiệp hoặc làm cái công ty, hoặc là trung tẩy hù vốn với những người để làm kinh doanh. Xã hội bây giờ nó là vậy. Nhưng như Thế Điên đã thường nói, khi bước chân ra giang hồ, khó, ít người có thể quay lại, ít người có thể quay lại. Thì theo Thế Điên thì anh Thái cũng thế thôi, đã sống trọng tình trọng nghĩa mà, với những người anh em chinh chiến bao nhiêu năm, đạt được danh vọng, tên tuổi, địa vị xã hội, có rút về được, đúng mọi người. Vì bây giờ có về nhà làm ăn chân chính, bây giờ những người em va chạm mà anh Thái nhìn thấy chắc không đành. Cái bản chất của anh Thái là thế. Bao cái trận hỗn chiến xảy ra ở đất Nam Định này đâu phải việc của anh Thái, mà toàn việc của những người anh, người em và người bạn. Khi anh Thái nghe đến là một lúc sau điều binh khiển tướng dẫn những người anh em sinh tử vào cuộc trận hỗn chiến đó. Bởi vậy anh Thái đã phải trả giá với những gì anh Thái gửi lên. Nhưng thật sự với khán giả yêu quý, anh Thái từ trước ngày không bao giờ lấy sức mạnh, lấy tên tuổi của mình hoặc là lấy phô trương thanh thế những người anh em đi để làm bệnh xã hội. Cậy đông hiếp yếu không có, cậy mình có tên tuổi số má anh em biết chèn ép không có, mà trừ khi những giang hồ khác va chạm động vào những người anh em của anh Thái, thì lúc đó anh Thái với cùng những người anh em sinh tử với xuống đường. Hoặc anh Thái nhìn thấy những cái con gấu mà giả vờ, hoặc là những kẻ giang hồ quay xã hội, quay những người anh em khác không ra gì, thì
thì anh Thái với cả kiện để lệ nói con người của anh Thái bước chân xã hội, anh Thái tôn trọng mọi người kể cả những người không biết. Được. Anh Thái đi mà đi với những người anh em lúc nào cũng cả chục người đi ra ngoài đường đi chơi. Ở một cái quán cà phê hay là một quán nước chè nào mà anh Thái thì bản chất anh ấy là ít có mặt tại những nơi điểm sầm uất. Anh Thái rất giản dị, cốc trà, điếu thuốc lá, điếu thuốc lào, ngồi cùng với như anh em quây quần anh ơi. Khi đi mọi người, anh lúc nào trong đội đó, đội hình của anh lúc nào cũng tỏa sáng. Tỏa sáng có phải là anh ấy thích lời trội đó, thích thể hiện là mình là người anh hoặc là mình là người cầm quân hay là mình là người tiên phong, không phải. Mà đó là những người anh em dành cho anh Thái lúc nào cũng ở đi giữa, không là phải đi đầu như là anh em. Và lúc nào anh Thái trên miệng lúc nào cũng cười nói, gặp ai cũng chào. Không phải ra đường là người không biết nào cũng chào, thì là tới đây nói hơi quá. Nhưng là gặp những người anh em, kể cả các em này, các cháu này, người anh, những người chị, gặp là anh đã đoàn đả chào từ trước. Tính anh Thái là sống rất hòa đồng, nhưng khuôn mặt trên mở nụ cười với những người anh em, những người thân yêu và những người anh biết. Nhưng một khi mà vào việc thì khuôn mặt thư sinh đó, ánh mắt đó, nụ cười đó không còn, không hiện hữu trên khuôn mặt nữa, mà lúc đó chỉ nhìn đến khuôn mặt, ánh mắt hình rất là sắc lạnh và khuôn mặt dần dần không còn như trước nữa, không còn luôn luôn có nụ cười mà biến thành khuôn mặt thật sự sát thủ. Ở Lâm Định, ai biết anh Thái thì chắc biết anh em Linh Tráng thì biết hết, bộ đội biết hết, giang hồ biết hết. Nói đến anh Thái thì thật sự là phải nói đến độ đâm tốc độ, sở trường chỉ đâm, hai tay, hai con đồ ngắn lao vào không dứt. Thật sự luôn là bản thân anh Sơ Điền cũng đã từng bị anh dúng độ, dí súng vào đầu, đúng không ạ? Thì anh Thái cũng đã từng bị dí súng vào đầu. Nhưng anh Thái thì dí súng vào đầu thì cũng chỉ cười, mày bắn đi. Nhưng là không có gan. Vì kẻ cầm súng đó gọi là mang đi để hù dọa anh, để xé vé anh thôi, nhưng ngờ đâu nhầm đối thủ. Tay thủa nhai dí súng vào đầu anh Thái mà bị anh Thái anh bọc bắn, mày bắn không, rút luôn, mày nhầm rồi đấy, mày nhầm rồi đấy, mày nhầm tao rồi đấy. Và anh rút vào trong bụng anh ra một con CKC đâm luôn. Vợ cái bỏ chạy luôn, cầm súng bỏ chạy luôn. Và anh Thái cùng với người anh em đuổi chém chạy như chuột.
Hiểu thật sự luôn. Phong thái của anh thế là thế, là thế. Đứng trước bất cứ một con vợ nào, đứng trước bất cứ một Mỹ Lan nào, lúc nào bộ mặt cũng điềm tĩnh, xử lý công việc, chưa biết bỏ chạy, chưa biết đầu hàng bất cứ một phi đội nào ở đất Nam Định luôn. Không va chạm, gặp nhau đường tôn trọng, anh ấy luôn đẻ tôn trọng, giao lưu với nhau. Nhưng đến là kẻ thù thì mày có là ông giời. Anh Thái là vậy. Có một thời điểm những giang hồ Nam Định đó mà va chạm cái đội của anh Thái, đội của em của anh Thái đấy, va chạm với đội Thủy Lưu Hùng Hốt và từng đã xử lý xong rồi đấy. Nhìn anh Thái đi và anh em đi dậy dạng ngoài đường, ức chế ngứa ghét mắt, nhưng cũng phải lút nước bọt vào, lút cái hận vào, không có chương trình gì. Mà đi ở trong những anh em, lúc nào anh Thái nhìn thấy đó, những cái đội đó là đều cười, và cả những anh em mà nó cười lên rồi đó, về gà chạy ngang tầm đấy, ngang tầm đội đó và cười, cười gọi là thách thức đó. Chúng mày ý chúng mày là còn có dám không, dám tiếp tục không đó. Nhìn thấy được cái là không phải là anh ấy thắng người ta, xong bắt đầu là anh chèn ép đi cùng một con. Nhưng nếu gặp đấy, là lúc nào cũng vậy, không thấy đội bên kia có thái độ gì, gọi là bắt thái độ đó, thì lại dẫn những anh em đi. Sự ngang tàn của anh Đoàn Nam Thái đặc trưng, rất giản dị. Lúc nào vậy, sơ vin đóng thùng đó. Sau này trước nữa thì quần ga áo ga mũ cối đi đúc rồi, cách như là quần áo của anh mặc thì rất là bình dị, bình dị, không có hàng hiệu ở hết, mặc bình thường. Nhưng là mặc cũng đã bình thường đó, như là cái dáng ngồi hay là dáng đi của anh Thái, Đoàn Văn Thái cũng toát lên một sự ngang tàn, ngông cuồng, đôi khi còn có chút ngạo mạn. Ngồi lúc nào anh ngồi cũng méo kiểu, méo kiểu mà cứ thế đội anh Thái ý rằng là anh Thái là người nói và người về cười, những cái cười sảng khoái, những cái nói hùng hồn. Anh Thái sống chất lắm mọi người. Bản thân anh Thái nếu mà biết giữ được những thành quả của mình, anh em gây lên, cũng như là kiếm được xã hội mà giữ được, ý tôi muốn nói là giữ được, ví dụ như là các anh lớn ấy, ví dụ là đi bảo kê hay là lấy lời lấy lại chẳng hạn, như vậy mà giữ được thì anh không thiếu đâu mọi người. Nhưng là vì các em, anh em, bạn bè và bản thân anh cũng là người ham chơi, nên có bao nhiêu thì quy tụ anh em chưa bằng hết, để cho nó thật. Thì nếu anh mà biết gọi là cái đầu làm ăn, đầu kinh tế đấy, làm ăn kinh tế như Sơn, anh không thiếu gì luôn. Và có rất nhiều khán giả cũng hỏi là cứ ví anh Sơn, anh Thái và anh Tuấn Xuyên, thì cho cái điên để nói này, tuổi đời của anh Thái và tuổi anh Tuấn Xuyên thì anh
Thái Nga là em út. Lúc anh Tuấn Xuyên đang trinh phạt đất Nam Định này, cùng anh Sơn trinh phạt đất Nam Định này, hủy diệt những, tiêu diệt các giang hồ nổi lên để lấy số. Thì anh Thái lúc đó còn đang ở trường giáo dưỡng đó, và anh ấy cũng là rất là bị hiền lành, không chơi bời gì. Đến khi anh Tuấn Xuyên mất, một hai năm sau, mấy năm sau, thì anh Thái bắt đầu với bước chân xã hội, mọi người nhé. Hôm dân là gọi là tại làm sao anh Tuấn Xuyên, anh Thái như vậy mà anh Tuấn Xuyên với anh Sơn không thấy nọ thế kia với anh Thái nhỉ? Hoặc là sao hai con người lại không va chạm nhau? Mọi người phải hiểu rằng là anh Tuấn Xuyên mất rồi, một hai mấy năm sau thì anh Thái mới bước chân ra xã hội để chơi bời. Chứ có thể còn sau nào có những khán giả gọi là tại vì sao là vì là nếu ví dụ như anh Tuấn thì không, thế nên tức là nếu anh Tuấn Xuyên còn sống thì hai con người ấy, ai hơn ai thì tiến lên chỉ nói này, nên là mình không ví ở đó, mình không để thì ví dụ được. Thì hai con người đó nó 5 tháng chênh lệch nhau luôn từ tuổi đời đến giờ sau, mọi người. Ví dụ như anh Sơn đã từng va chạm anh Thái, Thái va chạm anh Sơn, thì mình có thể ví được, hoặc thì mình có thể đánh giá được. Hai con người đó chưa gặp bao bao giờ thì không thể ví được. Đó là do mỗi người tự hiểu và tự nghĩ thế thôi. Còn trước thời anh Thái chưa ra xã hội thì anh Tuấn Xuyên là đỉnh điểm rồi, cũng như là một tay pha số 1 của Nam Định, cũng là mọi thời đại luôn. Thì anh sau này anh Xuyên mất thì anh Thái cũng là một tay đao mọi thời đại, và anh Thái là người cũng sản sinh ra những người em sát thủ luôn, đâm chém số má đất Định luôn. Thì sau các em, tức là không phải tách ra để đi, mà các em trưởng thành, các em làm ăn, nhưng là cũng khẳng định luôn chứ không phải là cứ đi với anh Thái là như vậy. Tách ra thì khẳng định luôn, khẳng định luôn ở đất Nam Định này luôn. Ví dụ như ai Tuấn Lợi, Hải Vinh hoặc nhiều những người em nữa. Sau anh Thái mất rồi thì các em cũng sát thủ như vậy. Chưa biết ngại người ta làm Định thì nhiều anh tài lắm, không kể hết. Có những người người ta không gấu bằng mình, không gấu bằng như là không người ta tiền người ta không bằng, nhưng người ta không gấu Nam Định nhiều lắm. Nam Định là nơi cái lôi sản sinh ra nhiều giang hồ, nhiều các loại sát thủ. Để nói mà những người kể chuyện như Tế Điên mà kể về giang hồ đất Nam Định rất nhiều, kể với cả Lâm hết những giang hồ. Và cái thật toàn những người có số má luôn, từ trong trại đến ngoài xã hội. Có những người Nam Định, có những giang hồ Nam Định đó, ở Nam Định thì không có vẹo gì đâu, nhưng là đi Sài Gòn hoặc là Đồng Nai hoặc là các tỉnh thành khác có số má khẳng định luôn cả một trong cái thành phố luôn đó. Chứ không đơn giản. Sát thủ vì anh em đâm chém không chờn bước, không chùn bước, chưa bỏ chạy cho bất cứ một cuộc hỗn chiến nào của anh Đoàn Nam Thái. Nhưng về khu thì sao? Từ trẻ con đến người lớn, đến các bà già, người có tuổi, ai cũng yêu quý anh Thái. Nghe chuyện hỗn chiến của anh Thái ở trên phố, người ta còn xì xào nhau. Sao Thái nó vào khuế khu thì nó hành lành, nó hiền thế. Gặp ai nó cũng chào, nó lành lắm. Thế sao nó gớm vậy?
nó gớm vậy. Và khu phố chỉ có, hoặc là trong mắt khu phố mà trong lòng của những người dân khu phố ở trên ô, thì anh Thái lúc nào cũng là một người dân, một người công dân hiền lành. Đấy. Chứ không bao giờ nghĩ anh Thái là một sát thủ hay là một giang hồ chính hiệu này. Vì họ yêu quý anh Thái và anh Thái gần gũi mọi người đó. Vậy vậy, trong mắt khu phố, trong mắt ở trên ô 18, ô 17, ô 20 đều yêu quý và coi anh Thái như là một người bình, một người không phải là giang hồ, không phải giang hồ. Xử lý công việc như hôm đó cái điên thấy anh Thái Nga đó, anh Thái Nga và Thủy Lưu không có Hùng Hốt và đi một người em nữa, thế nên không biết người em đó. Vì thế cũng là em của anh Thái nhưng mình không phải là cùng đội với anh Thái, nói rằng vậy. Vì tình cảm của Thế Điên là ở trong trại với anh về xã hội là một người em, thì Thế Điên lại đi một hướng khác, đi với người anh em khác đó người nhé. Anh Thái là người cũng yêu thương Thế Điên từ trong nhà tù đến xã hội, có việc gì mà chỉ cần anh Thái ơi anh cũng đến luôn, dành cho Thế Điên luôn. Thế nên đang ngồi trong chỗ Nguyễn Du, chỗ bia cầm thù cùng anh em đó. Thì là đang ngồi uống nước vỉa hè đó mọi người, Nguyễn Du này đang ngồi uống nước thì với mấy anh em ngay vỉa hè mặt đường luôn Nguyễn Du, chỗ bia cầm thù, ai làm định biết chỗ bia cầm thù đổ đó, đó. Đang ngồi đấy, ngay chỗ đầu dãy khu nhà chung đó. Thì ngồi đấy thì tự nhiên thấy mấy cái xe máy phi dầm vào, thì lúc đó là cái bàn của Thế Điên là có tức là uống nước ở đây, ở kia có một cái bàn có mấy cái ghế ngồi đó uống nước đó, thì có một đội có 4-5 người. Nhưng là Thế Điên chỉ nghĩ là anh em mày để ý gì, có va chạm cái đâu mà để ý, người ta cũng ngồi uống nước này. Thì thế bắt đầu anh Thái Nga đi với Thủy Lưu và một người em nữa đó, phi xe máy vào, đi hai xe mà phi vào phát phanh đã phát. Thì anh Thái là người xuống, nhảy xuống đầu tiên. Nói thật sự luôn, nếu mà vào cuộc, nếu mà vào đã từng xảy ra như nào đó ấy, thì xuống là chắc là anh Thái không nói mà anh xuống cái xe vít cổ bằng số nhất ở đội đấy là anh Thiệt Ngày, vì thế hiểu được tính đấy và của anh Thái. Như anh Thái nhảy xuống phát, lúc nào trong túi anh có hát đồ ngắn rồi, nhưng là bao giờ cũng rút cho một con đầu tiên, rút ra anh đi thẳng vào trong đoàn 4-5 người đó ngồi im như tờ luôn. Anh ta bảo thằng nào vừa va chạm với em tao, thì cái người em mà tới đây không nhớ tên nó đi vào, thì Thủy Lưu bảo đi mẹ chó này, chúng mày lại đánh cả anh em bố mày. Thì mấy người kia bảo anh ơi em có đã đánh như thế đâu mà anh ấy là người đánh em tát em đó, và anh ấy bảo bọn em là mà chứ chúng mày thích ngồi đây. Thì anh Thái mà thôi Thủy Lưu từ từ xem nào, mày kể xem nào. Thì bên kia bảo là bọn em cũng ngồi, đang ngồi uống nước tại quán này. Thì anh ấy đi với 1-2 người nữa cũng ngồi uống nước ở bên cạnh. Thì không biết câu ra có vào thế nào, thì có to tiếng với nhau. Thì anh ấy sang, anh ấy cầm cốc nước chè đó, anh hất người em. Thì em bảo thì em bọn em mới đứng dậy. Thì anh ấy bảo chúng mày đi làm gì. Thì em ấy có bảo là tôi nói cho ông biết nhé, ông hất cốc nước vào người tôi hơi quá đáng đấy. Thì anh ấy tiếp tục anh chửi nữa. Thì bọn em bắt đầu mới đuổi anh ấy, đuổi anh ấy thì 5-6 người, 3-4 người, 5-6 người đuổi. Bọn em đi vào này thì anh em cũng ngồi đây, thì em cũng chả biết anh là em của ai nào cả, nghe xử sự như vậy. Thì
thì bọn em đuổi anh để đánh. Anh lấy xe em mà chúng mày thích thì đợi tao ở đây. Thì anh Thái mà có đúng không? Và anh quay lại hỏi thì em có đúng như nói. Thì người em bảo vâng anh ạ, vì là ngồi uống nước nhau nó cứ thích to to mồm, em bảo chúng nó là lớn bé thôi để cho bọn em uống nước. Thì anh Thái có đi vậy. Anh ấy bảo thì đi hơi chậm, ông cho nó về, cho nó về. Và anh Thái bảo mấy người em thôi nhá, anh đến đây anh nó thì mấy người kia biết anh, em biết anh mà, anh đến đây thì em biết anh thôi, bọn em cái gì nếu mà không phải thì em anh bỏ qua cho em. Mà em không biết anh là anh à, em của anh đến em biết, nhưng thật sự là anh ấy quá anh à, thì Thái bảo thôi không có sao cả, nhưng mà sau gặp nhau, lần sau gặp nhau cũng có anh thì thôi chấm dứt thế đâu, xong rồi thôi anh đã đứng ra giải quyết là thôi nhá. Và mấy kia bảo vâng dạ anh ấy không có gì anh ạ, anh nói cho bọn em ok mà cũng chẳng có gì cả. Và anh Thái lên xe đi mình bắt đầu như vậy. Thì lúc đó Thế Điền và những người em chạy ra vì anh xử lý công việc nha, việc của mình đâu đó. Những người kia cũng chấp hành thôi. Thì Thế Điền ra à, anh ngồi nước, anh Thái anh đã ra ngồi đây lâu chưa vậy, em ngồi đây vừa ngồi đây, mấy em ngồi đây lúc mà đánh nhau đây em biết đâu, và em vừa đến xong anh Phi đến, rồi em còn giật mình không biết là anh đến đây là sao. Và nghe và anh Thái ngồi uống với mấy người em cùng với Thế Điền à, chén trà tranh thủ lắm, anh bao giờ cũng đến ngồi lại với các em à, uống nước khoảng 5 phút mà thôi à, anh đi về à, nhà với anh em thôi. Vỗ vai gì ơi cứ như này là ok rồi nhé. Thế Điền bảo dạ vâng, và anh lên xe anh đi về phòng Thái xử lý công việc. Mọi người bảo là anh biết thế thì ai chẳng yêu ai chẳng quý. Và vậy khi anh Thái mất rất nhiều anh em giao hồ với xã hội, người ta tiếc thương và cũng buồn. Có những người mà nếu Thái Nga biết, nó biết điểm dừng thì con người văn võ song toàn bản lĩnh, nhất là một kẻ giang hồ mà trong người sống có tình có nghĩa thì không thiếu những người em, không thiếu những cuộc sống như anh Thái này. Vì anh em vì nhiều, bởi vậy cái lớn sâu của trượt ra đó là một câu chuyện đi, mà đi với anh em ra ngoài đường anh em nhìn thì biết như một hổ tướng, mà anh tướng làm cho nhiều anh em giang hồ đấy, giang hồ làm địch thì nhìn anh Đoàn Tam Tài tiêu tàn vỡ mật. Nhưng là đó là những kẻ mà đối đầu hoặc là dám va chạm với đội Anh Hà, chứ còn không thì chỉ có là tình yêu thương mến thương dành cho anh Thái thôi. Vì anh sống, mọi người anh sống tình cảm ấy, không có chữ tôi bao giờ, không phải tao giờ ra bây giờ có tên tuổi ra ra khích khạng như các giang hồ khác, không có đâu. Đi đâu cũng cười, đi đâu cũng bảo bạn nói chuyện giống như anh em, đi đâu lúc nào nổi trội. Và tư cách ngồi đến thần thái, cứ cách nào cũng ngồi dễ dàng rồi, nhìn thấy tiếng méo kiểu rồi đấy. Nhìn đã cảm, nếu mà không phải những người nhầm đã cảm thấy ngứa đèn rồi.
và thần thái. Thần thái thì kể cả đứng trước, đứng hàng cả chục người thì những trận hỗn chiến không cứ gì thế nên kể đâu, rất nhiều anh em Nam Định, cả Nam Định đều có thể biết được những vụ những trận hỗn chiến đấy, một mình lệnh cả chục người. Vì bản lĩnh của anh, nhìn các tay đào cũng phải chùn dí súng vào đầu thì cũng cười bình thường, chưa bỏ chạy cho bất cứ một cuộc hỗn chiến nào, đó là ảnh đoàn làm sao. Còn tư cách sống thì sao, tư cách sống thì không phải nói. Từ khu phố tròn xóm đến xã hội, ai cũng nhiều quý. Thế mà ngoài chỉ có những kẻ đối đầu và những kẻ thích lao tướng, thích ra ngoài đường cậy đông hấp yếu ca kiện người ta, thì anh Thái với phải về anh Thái đi lại thích gặp và phá giá những con vợ đó. Còn khi anh Thái nha, đã có địa vị, có tên tuổi rồi thì thật sự luôn này, chả ai ra chạm anh, mà chỉ có đi xử lý toàn công việc và cả đám gây lên. Nghe xử lý đó là cái cách xử lý mà để cho hai bên không bị tổn thương, thì sự việc nó không đáng để từ tác người ta cũng được, người, để, à, người em đó bên kia cũng không tôn trọng, người ta cũng sợ về tên tuổi của anh ấy, con người anh ấy, nhưng người ta cho hỏi người ta không tôn trọng. Đó là cách của anh Thái để lại trong lòng người đội bên kia những thiện cảm và cái cách sống của anh Thái. Có những người thì gấu mèo, như là tại sao có nhiều đội ghét đó, mặc dù người ta không va chạm đâu, người ta cũng ghét vì cách cái sự kém. Mình thấy người ta đánh một người ta mà lần sau cứ đến thấy va chạm với đội người ta, hay là có cái gì mà ai nhờ mà liên quan đến cái đội đó bị ăn đòn, nào ông đến lại tiếp tục đánh của mạnh hơn trước, đó là không biết cái gì, đó là câu chuyện của anh Đạt. Thế nên gửi lên khán giả yêu quý buổi trưa ngày chủ nhật để mọi người có một phần hiểu thêm về anh Đoàn Nam Thám. Sau này Liên sẽ lại tiếp tục lên clip trận chinh chiến như được sẽ bảo gửi đến khán giả yêu quý trên kênh. Thế nên chúc khán giả một tháng mới tràn ngập niềm vui, hạnh phúc và bình an, nhiều sức khỏe. Thế nên chào mọi người.